Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em lại tiếp tục đi phát quà từ thiện cho vợ chồng chú An Phước cũng như Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Và ngày hôm nay có cô Mạnh Thường Quân ở Mỹ, là cô có pháp danh là Diệu Hiền. Cô có gửi 1,8 triệu để cho cô Loan mua rau củ quả cũng như là gạo phụ vào việc phát từ thiện cho nó cả nhà ơi. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ, đã đồng hành cùng con để làm nhiều cậu nói để phát quà cho người nghèo ạ. Con mua gạo, mua thêm những cái món quà đó, thiếu cái gì đó. Rồi con mua thêm để con trao đổi cho con trao cho cô bác và con khó khăn. Thì con cũng xin cảm ơn cô Diệu Liên. Một lần nữa con xin cảm ơn cô và con cảm ơn gia đình của cô. Cầu chúc gia đình của cô được nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe. Con xin cảm ơn cô. Xuống dạ. À mọi người ơi, ở đó là Bình Lộc B, Bình Chánh. Tìm đường mà muốn tự tử luôn á. Trời ơi. Hãy tao đứng bên đại đường, tao mắc mắt mà tao tưởng tao không thấy chứ. 27 phần á. Ừ, 27. Nhiều rồi, 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 2 bao gạo. Đủ 27 chưa? Dạ. Thiếu là làng. Nhiều không? Dạ. Ừ, có ớt nữa hả? Có ớt đi. Đừng người, đừng người lái đi ạ, đừng có tập trung đông quá. Từng người lái xong rồi đi, đừng có tới liền giùm con đi. Rồi, người tiếp theo ạ. Cô ơi, cô kiểm soát những người nào nha, sợ người ngoài vô á. Rồi, rồi, cô biết rồi. Người nào hồi nãy cô có đợi tới nhà cô kêu thì có, còn những người nào kêu không có tại vì không có đủ phần. Rồi tới lấy đi ạ. Dạ ra là những cái hồi nãy tôi kêu mới có, còn chị tôi không có kêu là không có. Tại này cô xin có 27 phần à. Cô đứng mình gấp lên đây đi. Có con bốn đứa đây này. Đâu? Ở đây là ở Vĩnh Lộc B quý vị ơi. Trời ơi mọi người giãn ra sao mà tập trung đông quá vậy. Đó là một cô khán giả cũng có nhắn tin cho mình đó mọi người. Hả? Cô Nguyệt đây. Cô Mun á. Cô Mun hả? Hai má con phát sao lát thì phải có phần của mình nha. Kỳ đồ phát không có mình đâu. Thì bởi vậy. Để riêng ra đây. Có ba đứa mà nó mất tiêu. Vậy chú phần của con nè, ba đây. Cái nào mình để riêng ra. Cô chị chết rồi có chị vậy. Không có cô chị này hỏi cho em biết. Ở đây ở tận Vĩnh Lộc B Bình Chánh luôn nha quý vị. Ở đây bà con cũng khá là đông và cũng đang cần lương thực rất là nhiều. Đại cô là cô xin 27 phần nên là những người nào cô cho là mới biết nha mọi người chứ em không có quản lý được. Em chỉ giao 27 phần. Mới nãy giờ nghe bây giờ có mặt ai thì phát người đó, tại vì tôi xin đây là cái người cho họ đứng đây nè. Thiệt giờ có mặt ai thì phát đây còn lại tính sao? Con này phần đá của cô nó nhỏ hơn. Rồi có. Này con cất vô.
cô Nguyệt, bữa nay cô Nguyệt xin vừa đủ đây nè, người cho nè. Cô Nguyệt xin không có dư. Hai ngàn kia chưa? Tại vì bà bè kêu nhận với phòng còn trọ á. Bà chị Hiền á. Nghe hai má con không, hay. Để đi ra đi đó. Hiền kêu phòng nhận phòng trọ á. Nè con hay là phòng trọ em ba phòng, lấy hai phòng. À con này 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 này. Cho nó không 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 được, tôi đủ hết rồi Hiền ơi. Chứ có Hiền thấy không, tôi cho hết chứ tôi để làm gì đâu. Để đây nén lấy được. Rồi cô cảm ơn đại diện, cảm ơn Bình Định giáo viên nhiều. Rồi cảm ơn vợ chồng chú Hai Phước rất là nhiều, mà không biết lấy cái gì để cảm tạ thì thôi bây giờ một lời tri ân. Cảm ơn nhiều ha. Dạ dạ. Rồi cô cảm ơn con. Đó là những phần quà mà vợ chồng chú Hai Phước cũng như Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch nha quý vị. Đây là địa điểm Vĩnh Lộc B. Vĩnh Lộc B. Rất là xa xôi mà đi tìm đường cũng cả tiếng đồng hồ mới tới nơi quý vị. Nhiều lúc mà Bình Định giáo viên cũng phải bực mình luôn. Dạ. Nhiều lúc ức chế cô tìm hoài mà không ra địa chỉ mà nó chốt quá trời chốt luôn. Cô là cái người mà xin cho sớm thấy sớm không có ăn là dạ. cũng khổ lắm. Dạ nên những phòng mà phần không có nằm trong danh sách thì mình cũng tài con cũng muốn cho lắm mà con không nhưng có đem không dư đủ, để không dạ đủ. Không có đủ. Đó đi dạ. đâu đủ đâu rồi cô cảm ơn Bình Định dạ, nha. Dạ dạ con chào cô. Hôm nay có một hot buy mới cho quý vị, bạn Trắng cùng với anh Chính sẽ xuống hàng để phát từ thiện quý vị ơi. Phát ở đây là địa chỉ ở 217 ấp Chiếc Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân. Vào trong hẻm này nữa quý vị. Được 2 phần. Ông không biết mắc cỡ hả? Để cho đẹp để xóm xóm đi. Bên trong này là bên trong dãy trọ nè quý vị. Dạ. Thiếu ăn nè qua xin chủ bán đồ ăn mà. Thiếu một phần. Thiếu. À, đủ rồi. Rồi đủ rồi em một hai phần. Đủ rồi. Hôm nay vẫn như mọi khi phát 5 cái gạo, một bịch rau củ quả và trứng gà nha quý vị ơi. Rồi. Xé cái bịch ra, cắt ra. Đã đủ rồi đúng không? Rồi, mọi người ra nhận giùm em đi, chị nói mọi người ra nhận đi. Nhận tới người hả? Cảm ơn nhiều hết nha.
khuya của chị đó, xong rồi cái chạy không còn còn cái chở đi chở chạy không nổi luôn á, không còn cái thương đâu. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, em à, hôm nay em đến cái đường liên khu 89 ở quận Bình Tân quý vị ơi. Sau 30 phút tìm kiếm đường rất là khổ luôn quý vị. Tìm mà muốn nổi quạo luôn quý vị ơi. Bình Tân là đường xá nó khó tìm luôn. Ở bên đây em sẽ giao 20 phần nha quý vị ơi. Ở đây là có nhiều khu vực F0 mà chị. Ở đây nó không cũng có nhiều lắm mà cái ngõ này đủ là 24 tầng, anh xin siêu được không anh? Là sao chị? À, xin thêm 4 tầng nữa là đủ hết cái hẻm này, đủ hết luôn. Vậy sao lúc trước chị đăng ký 20 phần mà. Đúng rồi, đăng ký 20. Nhưng mà em đi giao là giao đủ số lượng đâu có dư đâu mà sao chị xin em được? Không có. Chị này chị xin em đi giờ em đi phát hộ thôi. Đủ chưa? Rồi quá. Đủ rau là đủ 20 rồi, còn 23 thôi. Hai bao gạo là đủ luôn đó. Thôi để cho chị bưng vô luôn đi, khỏi làm luôn đi. Ờ cứ để đấy em. Tại vì giờ bên đây khô F0 nhiều nên là không có ai ra hả chị? Dạ, không có ai ra, mình tự phát. Em cũng thay mặt cho Liên Khu 89 cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều ạ. Để nó đếm đủ rồi. Dạ đủ, đếm đủ rồi ạ. Đủ ít lòng nhiều, cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Dạ. Bây giờ một tí cũng quý lắm, không có ai được ra ngoài. Để chỉ cái gì ở đâu vậy ta? Rồi em để đây là có gì chị đại diện đem vô giùm em nha. Dạ đúng rồi, tí nữa hai chị em trực chia. Để đem từ nhà thôi, mình đi rồi đã mở cửa ra lấy. Và đây là những 20 phần quà mà bên em hỗ trợ cho khu dạy trọ này quý vị. Khu dạy trọ này rất là nhiều F0. Phần quà gồm có 5 kg gạo và mà một bịch rau củ quả với lại một hộp trứng gà gồm có 10 quả. Đây là 2 bao gạo, mỗi bao là 50 kg. Và để đây là hai chị đây cử đại diện đem vào phát cho bà con quý vị ơi. Cho người lấy 5 phần luôn đi anh. Ở đó là ở hẻm 13 ao đôi Bình Trị Đông A, Bình Tân quý vị. Ủa cái bên trong cái ai bị dính gì không mà sao thấy chốt vậy? Dạ có hai người mà đi rồi, đưa đi rồi. Đi rồi, đưa đi hả? Cảm ơn nhà đại trưởng nha. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, đi tìm đường rất là khó quý vị ơi. Đây là giao 5 phần mà phải đi tìm đường cận đường ao đôi quý vị ơi. Sau khi giao những phần quà hết thì tụi em đi về nha cả nhà ơi. Anh Chính và Trắng là đi xe máy. Và quý vị ơi, em có một cái kênh phụ đó là kênh Bình Định Nậu ơi. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Hai anh băng băng trên đường để đi về huyện Bình Chánh đó cả nhà. Đi huyện Bình Chánh với quận Bình Tân rất là xa luôn.